Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Baby. Và ngày hôm nay thật sự là mình rất là vui luôn nha các bạn ơi. Wow, đây là cái set đồ cây kẹo vàng đó mọi người. Và các bạn nào mà tham gia cái sự kiện gửi kẹo tặng bạn thì mới may mắn nhận được nha. Và hơn nữa chính là 300 người may mắn thì mới nhận được cái bộ đồ này. Đấy, còn mà các bạn mà không hơn thì các bạn sẽ nhận một cái cây kẹo bình thường nha mọi người, chứ không phải là cái đồ. Ok, và mình rất may mắn luôn. Và các bạn xem video thì nhớ cho mình được like, một lần ký kênh, để ủng hộ kênh của mình đạt 15k sub xem nha mọi người ơi. Mình thấy là mọi người xem video thì có rất ít là người đăng ký kênh luôn, nên các bạn lại giúp mình đăng ký kênh nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và có bạn nào đã nhận cái trang phục cây kiệu vàng này chưa thì hãy comment phía dưới cho mình biết nha. Và ngày hôm nay mình có rất nhiều thứ hay ho dành cho tất cả các bạn. Rồi ok, và cái đầu tiên là mình sẽ là gửi các bạn hai cái mẻ cốt mới. Đó, và các bạn nào mà để nhận rồi thì mình không nói, còn các bạn nào mà chưa nhận thì hãy mau nhập hai cái mẻ cốt này nha. Và các bạn lưu ý đó chính là cái mẻ cốt này dành cho cái app Vina Game thôi nha mọi người, chứ không phải là app quốc tế nha. Đó, và các bạn nào mà xài cái app quốc tế thì sẽ không nhập được cái mẻ cốt này đâu. Và cái mẻ cốt đầu tiên đó chính là BTGX Goldmon. Đấy, đó là một cái nha. Và cái thứ hai đó chính là Chiêu Chiến Thắng. Đây là mẻ cốt dành cho cái sự kiện World Cup. Đó, và đội Argentina đã giành chiến thắng và nhận cái cúp FIFA World Cup nha mọi người. Và các bạn ở đây có ai thần tượng Messi giống mình không? Đó, mình rất là hâm mộ Messi luôn. Rồi ok. Là trời các bạn ơi, các bạn có bao giờ mà gặp cái hiện tượng như thế này chưa mọi người? Nó bầu trời bỗng nhiên tối ôm mà mọi người ơi, đã giống như là bị cúp điện đó các bạn. Rồi thật ra cái này là cái hiện tượng bị lag trong game nha mọi người. Đó, và những cái máy nào mà kiểu như là yếu hay nóng giật giật đó các bạn ơi, vào game thì nó sẽ có cái hiện tượng như thế này. Đó, các bạn thấy cái điện thoại của mình nó giật chưa? Đấy, di chuyển không được nha mọi người. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình gặp cái trường hợp phi diệu nó như thế này nha mọi người. Nói chung là nhìn thấy cũng rất là đẹp đó các bạn. Rồi đây là cái vật phẩm trong hai mẻ cốt mình nhập lúc đầu game. Đó, và các bạn nào mà chưa nhận thì hãy mau nhận đi nha. Và mình xem là thử là cái nhân phẩm của cái ạc phụ của mình nó như thế nào nha mọi người. Và ngày hôm nay mình có một cái rất là vui luôn, đó chính là... Rồi để tí nữa mình nói nha các bạn. Nói chung là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để boost cái tỷ lệ nhân phẩm lên keo nha mọi người. Đó, ai mà đen ai mà xui thì hãy áp dụng cái cách này của mình. Rồi nhưng mà tí nữa thì mình sẽ chỉ nha, tại là nó có video hướng dẫn cụ thể thì mình mới chỉ được nha mọi người. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ là làm nhiệm vụ của ngày hôm nay, nhận cái quả cầu tuyết nha các bạn. Và cái cách boost nhân phẩm của mình nó có liên quan đến cái vật phẩm sự kiện, đó chính là cái quả cầu tuyết nha. Đó, nhưng mà hôm nay mình thấy cũng cái rất là lẹ các bạn ơi. Và các bạn có ai để ý cái chiếc mũ này không? Đó, nó rất là lẹ nha mọi người. Nó treo lơ lửng trên không kìa các bạn ơi. Và theo mình biết đó chính là cái chiếc mũ này được treo ở trên cái cây đèn. Đó, thấy chưa? Các bạn thấy để mấy cái cục đèn không? Thấy cục này nó cũng treo chiếc mũ á. Có lẽ đây là lỗi nha mọi người. Đó, đây là cái lỗi game nha các bạn. Rồi ok, ai mà chưa check in ở cái chỗ này thì mau tới cho phần check in nha, mình thấy cũng rất là hay. Rồi và đây là cái phần quà đăng nhập ngày thứ 8. Đó, được 200 xu và một cái đồ chăm pet nha các bạn. Đó, quá là xịn luôn. Nói chung là còn 14 ngày nha mọi người. Và cái phần quà cuối cùng đó chính là cái trứng pet đó Noel. Và ngày hôm nay thì tới ngày mình nhận cái mẻ cốt rất là xịn luôn nha các bạn. Đó, 375 đá quý nha mọi người. Quá là cao cấp nha các bạn ơi. Và kèm theo đó là ba quẻ trứng bít cao cấp luôn nha các bạn. Và mình phải dùng Việt Nam đồng thần trưởng để mình đổi cái mẻ cốt siêu xịn này. Rồi, quá là VIP luôn. Ok. Nói vui cho tất cả các bạn biết như vậy thôi. Đó, đã khi gói đá quý cao cấp nha mọi người. Rồi, bây giờ đổi thử coi là có đủ điểm hay không nha các bạn. Nói chung là nằm sát cái ô luôn nhưng mà không mở được nha mọi người. Không biết là lần này có ra hay không nè các bạn ơi. Rồi mình đã đổi một cái dây cờ tuyết. Rồi vẫn không xong các bạn ơi. Nó vẫn nằm yên một chỗ mọi người. Rồi ok, bây giờ là mình sẽ là đi làm nhiệm vụ để mình nhận cái hộp quà cuối cùng nha. Và bây giờ mình sẽ là đi nướng cái smell nha các bạn ơi. Đó, mình có 12 con luôn nha mọi người. Và các bạn mà chưa câu được, các bạn qua bên khu vực mà hôm á. Ấy, mình thấy qua bên đó câu rất dễ luôn. Nói chung là mấy bạn nào mà lát giật á, các bạn qua đó câu cho nó dễ nha mọi người. Chứ câu ở đây giật lắm. Đó, rất là khó câu luôn. Rồi, một cái tiếp theo rất là mới mình muốn cập nhật cho tất cả các bạn. Đó chính là cái vật phẩm bình xịt hoa tuyết mới. Và khi xịt thì nó sẽ có những cái hiệu ứng tuyết lấp lánh rất là đẹp luôn nha mọi người. Và mình không biết đó chính là cái da mới hay là cái hiệu ứng của cái bình xịt tuyết nữa. Đó, mình cũng đang rất là tò mò luôn nha mọi người. Đây, đó, xịt ra trắng bóc luôn các bạn ơi. Ảo chưa mọi người, rất là cute nha các bạn. Và ở đây mình thấy thêm là cái băng đô Medichit Mix mới nữa.
đó, và mình không biết đây là cái phần code mới hay là cái què mới trong cái sự kiện nữa. Thì tất cả chúng ta cùng chờ cái phiên bản cập nhật tiếp theo nha mọi người. Rồi ok, và mình đang làm cái nhiệm vụ đó chính là đi mua kem cho người tuyết nè các bạn ơi. Và mình sẽ là đổi cái phần què cuối cùng đó chính là cái quẻ cầu người tuyết nha. Và tí nữa thì mình sẽ là áp dụng cái cách này đó để mình boost cái tỷ lệ nhân phẩm lên x2 nha các bạn ơi. Để mình mở hộp bốc thăm nha. Ok. Rồi nãy giờ cũng hơi mất thời gian nè các bạn ơi. Mình đổi 2-3 lần mà vẫn chưa xong đây cái hộp cuối mọi người. Lần này mà không xong nữa thì dỗi game đó nha. Đó, game chơi kỳ quá à. U là trời rồi, xong các bạn. Đó, đổi 2-3 lần mới được nha các bạn ơi. Ok, wow. Và đây là cái vật phẩm cuối cùng này. Chiếc hộp cao cấp các bạn ơi, kìm một cái mũ và một cái quẻ cầu tuyết. Wow, bên trong có còn các cây thông Noel nữa nha mọi người. Wow, thêm một cái bộ đồ người tuyết nữa. Đấy, và đây các vật phẩm VIP luôn nha các bạn ơi, quá là xịn luôn. Đợt này thì cho hai cái vật phẩm VIP đó chính là cây thông Noel và cái quẻ cầu người tuyết này nha. Wow, wow, cute chưa mọi người. Đấy, các bạn mà chưa nhận thì hãy vào game làm sự kiện để nhận đi nha. Và mình sẽ là mặc cái set người tuyết này để thực hiện cái book x2 tỷ lệ nhân phẩm nha mọi người. Và sau khi các bạn mặc cái bộ đồ người tuyết này xong thì các bạn sẽ lấy cái quẻ cầu người tuyết đấy và trang trí. Sau đó các bạn sẽ ấn vào cái nút mở đèn nha. Đó, và bây giờ các bạn sẽ tiến hành là mở hộp nha mọi người. Ok, và mình sẽ là nhận cái kim cương này trước đi. Đó, quá là nhiều kim cương nha các bạn. Mình đang tích kim cương để mình mua Ron Roy mọi người. Nói chung là mình để dành không biết khi nào mới xong các bạn ơi. Tại mình còn làm các clip mua đồ nữa mọi người. Đó, chứ mình mà không mua đồ mua xe chắc mình đã đủ kim cương mình mua Ron Roy các bạn ơi. Và các bạn nào mà xem video tới đây thì hãy cho mình được like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh của mình đạt 15k sớm sớm nha. Đó, mình thấy là còn 300 người nữa thì mới đủ 15k sub mọi người. Và mình sẽ là tổ chức các mini game dành cho tất cả các bạn. Rồi bây giờ tới chuyên mục chính nè. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình mở cái hộp Giáng sinh này nha mọi người. Để xem là cái nhân phẩm bút x2 của mình nó có hiệu quả hay không nha. Rồi đầu tiên một cái kẹo nè các bạn ơi. Ok, không sao, mình đã bút x2 rồi mà lo lắng cái gì mọi người. Trước sau thì nó cũng sẽ ra cái mũ nha các bạn. Đó, mình chắc chắn luôn, mình thấy là ngày nào mình mở ra cái mũ mọi người. U là trời các bạn ơi, thấy chưa, một cái mũ quý ông Santa các bạn. Đó, mình tổng cộng là có 2 cái mũ Santa nha mọi người. Ok, và chiếc hộp cuối cùng thì ra cái đùi gà nha các bạn. Ok, hôm sau ra mũ là vui rồi. Và tiếp theo thì mình sẽ mở cái hộp bốc thăm dưa hấu tươi mát này. Và mình sẽ là nhắc vào cái ô cái dù nha. Đó, các bạn nhớ ấn vào cái dù nha. Để nó ra cái dù nha các bạn ơi. Ok, và mình đã ra cái dù ở cái hộp thứ hai này. Ẻo chưa các bạn? Ẻo chưa mọi người? Wow, mình mới biết bao nhiêu lâu nó không ra. Nhưng mà hôm nay mình đã áp dụng cái cách này. Đó, nhưng mà nó lại ra nha mọi người. Ẻo quá ẻo luôn. Ok, rất may mắn nha. Và các bạn mà xem video thì nhớ là chúc mừng cho mình nha. Và chúc mừng bằng cách là like cái video này, share, subscribe kênh của mình nha mọi người. Ok, lại tiếp tục cái ô. Đó, cái ô này là ô đẹp con nhà nha. Đó chỉ là cái bất ngờ thứ nhất thôi các bạn ơi. Đó, và mình sẽ cho các bạn cái bất ngờ thứ hai đây. Và mình có mở cái hộp vịt này. Đó, nhưng mà mình mở ra nó lạ lắm các bạn ơi. Bình thường thì mình ra một kim cương thôi, nhưng mà hôm nay thì nó ra 20 viên đá quý nha các bạn. Ảo chưa mọi người? Đó, quá là VIP luôn. Mình không hiểu tại sao nó lại ra như thế này nha các bạn. Và nói cho các bạn biết, mình là một người rất là đen luôn, rất là xui khi mở hộp. Đó, nhưng mà ngày hôm nay thì mình lại rất là hên nha mọi người. Mình không hiểu vì sao luôn các bạn ơi. Ẻo chưa các bạn? Là thấy cái bộ đồ vịt nha mọi người. Mình phải nói là nhân phẩm kiểu là nhân mười mấy các bạn thôi, chứ phải nhân hai nữa nha mọi người. Wow, mình đã xài hết nhân phẩm trong vòng là 2 tháng rồi các bạn ơi. Hu hu hu, mình đã xài hết nhân phẩm rồi mọi người. Rồi ok, bây giờ mình sẽ là thử mở hộp khác đi các bạn ơi. Mình chưa có cái xì đẩy dâu, mình sẽ mở thử cái hộp dâu này xem như thế nào nha. Đó, không biết là còn hơn nữa hay không nha các bạn. U là trời, ra cái ghế các bạn ơi. Rồi không lấy chiếc xe rồi, chắc là xui hết các bạn ơi. Đó, mở ra nữa chắc game kiện mình á mọi người. Đấy, nó không cho ra nữa các bạn. Thôi mình sẽ không mở nữa nha, tại là mình để dành kim cương nữa các bạn ơi. Ok, và mình sẽ là mặc thử cái bộ đồ cây dù nè. Đó, mình có 2 cái nón nha các bạn. Đấy, 2 cái nón Santa nha. Rồi, vậy mình sẽ lấy cái dù cho các bạn xem. Và các bạn mà chưa có cái ô thì mình sẽ là nhẽ ví cho cái ô cho các bạn. Đó, cái ô quá là VIP luôn. Đấy, sản phẩm bốc thăm đàng hoàng nha, không có cắt ghép gì nha các bạn. New luôn đó mọi người. Ok. Và nói chung hôm nay là một ngày rất là vui đối với mình luôn. Đó, và muốn chia sẻ cho tất cả các bạn xem cái video này. Và mình không biết là cái cách này có áp dụng đối với tất cả các bạn không, thì các bạn hãy nên áp dụng cái cách này của mình nha. Đó, nếu mà hiệu quả thì hãy comment phía dưới cho mình biết nha mọi người. Ok, còn đây là cái video của mình đã kết thúc các bạn ơi. Và xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.